Trần Công Tiến, Tiến sĩ triết học, Heidegger và Đông Phương. Trước hư vô luận, trước thế giới kỹ thuật và hậu quả của nó là thế giới ác quỷ, Heidegger nói đến một đối thoại không thể tránh được với Á Đông. Ông cũng nói biết đâu rằng một ngày nào đó, ở Nga Xô hay Trung Quốc, những truyền thống cổ xưa của một tư tưởng sẽ thức dậy và giúp đưa lại cho con người một tương quan tự do với thế giới kỹ thuật. Có lúc theo Heidegger khởi đầu khác phải bắt đầu từ mảnh đất nơi hư vô luận nảy sinh. Ông viết, tôi tin rằng một đảo ngược thế giới kỹ thuật hiện đại chỉ có thể xảy ra từ chính nơi mà nó đã bắt nguồn. Heidegger cũng nhìn thấy một đối thoại với Đông Phương từ một Đông Phương không được trình bày theo viễn tượng của Tây Phương. Khuynh hướng đối thoại với Đông Phương của Heidegger được bày tỏ rõ rệt trong giải thích của Heidegger về Hölderlin. Hölderlin tìm về Hy Lạp hay Đông Phương để thấy lửa từ trời và thần linh, và bởi đó cái hiền thánh. Đức có cái riêng của nó là sự sáng sủa của trình bày, nhưng thiếu lửa trời, thần linh và cái hiền thánh. Hy Lạp lại thiếu sự sáng sủa của trình bày và bởi thế có thể bị đốt cháy bởi lửa trời, thần linh và cái hiền thánh. Chương 1. Biến cố và đạo. Trong hữu thể và thời gian Heidegger nói con người là vật thể mà trong hữu thể của nó ưu tư về hữu thể của nó. Con người luôn thao thức về hữu thể của nó. Hữu thể là cách hiện hữu hay cách, con đường, sống mà con người thể hiện mỗi lúc. Với Heidegger biến cố xảy ra nơi con người. Ngay cả khi con người không nhìn thấy biến cố hay không đáp lại tiếng nói của biến cố vẫn ngấm ngầm xảy ra nơi con người. Vì nếu không có biến cố, không có con người. Khi con người đáp lại tiếng nói của biến cố, con người được gọi là hiện thể. Và theo Heidegger, đó là lúc con người đạt được yếu tính của nó. Đó là lúc con người lấy quyết định cho hiện hữu của mình. Chủ đề của tư tưởng Đông Phương là đạo. Đạo là gì? Khi nói đến đạo, người ta thường hiểu đạo theo hai nghĩa. Một, đạo là đường đi hiểu như là sự vận hành của vũ trụ hay vật chất. Thở tôi là sinh viên, các thầy của tôi, khi giảng về đạo đức kinh, nói đạo ở đây chỉ sự vận hành của vũ trụ. Lao Tử giảng về sự vận hành của vũ trụ. Nhất là với quan niệm về âm và dương hiểu như là khí âm và khí dương, đạo nghiêng về phía sự vận hành của vật chất, gồm cả thân thể con người. Đạo đức kinh với câu mở đầu đạo có thể biết được không phải là đạo thường hằng bàn về đường đi hay sự vận hành bí nhiệm của vũ trụ. Kinh dịch với hai quẻ trời và đất bàn về sự vận hành của trời đất hay của con người trong khuôn khổ của trời đất. Bởi thế nó có thể trở thành sách bói. Đạo hiểu theo ý thứ nhất này là một sai lầm. Đạo của Đông Phương không phải là một khoa học hay vũ trụ học. 2. Đạo là đường đi hay cách sống của con người. Khổng Tử bàn về đạo của quân tử và tiểu nhân. Đức Phật giảng dạy thánh đạo tám ngã cho con người. Chúa Giê-xu nói ta là đường đi, là sự thật và là sự sống. Đạo là đạo hay đường đi của con người. Ngay cả đạo đức kinh của Lão Tử cũng bàn về đạo của con người, chứ không phải về sự vận hành của vũ trụ, vật chất. Kinh dịch bàn về trời và đất như là khuôn khổ của đạo của con người. Quẻ An Lạc, quẻ 16, bàn về An Lạc khi sống hòa thuận với trời đất, quẻ Sấm Động, quẻ 51, nói đạo xuất hiện ra như tiếng sấm nhắc nhở con người, đang sống trong mê lầm, tìm về với đạo. Mỗi người có đạo, tức đường đi hay cách sống của mình. Hơn 7 tỷ người có hơn 7 tỷ đạo hay cách sống khác nhau. Tuy nhiên chữ đạo, thường viết hoa, mà các thánh nhân giảng dạy không phải là đạo thường tình. Đạo thường tình của người đời là đạo của mê lầm, của con người ở, bám vào, bờ bên này, nói theo Heidegger đó là đạo của sự quên lãng hữu thể, đạo của xa đọa, của xa rời biến cố. Đạo, thường viết hoa, mà các thánh nhân nói là đạo của bờ bên kia. Người đạt đạo của các thánh nhân chính là hiện thể của Heidegger. Người giác ngộ hay quân tử là hiện thể chân thực. Bởi thế chữ hữu thể hiểu như biến cố của Heidegger chính là chữ đạo của các thánh nhân. Tựa đề hữu thể và thời gian của Heidegger có thể đổi là đạo và thời gian. Trong tựa đề kinh dịch nhắm nói đạo mà biến đổi hay xảy ra.
Hiểu đạo như thế, tư tưởng Đông Phương không phải là một hư vô luận giống như siêu hình học Tây Phương. Khởi đầu khác của Heidegger đã có từ lâu rồi nơi Đông Phương. Người đời có câu, Đông là Đông và Tây là Tây, Đông và Tây không bao giờ gặp nhau. Nay với Heidegger, Đông và Tây gặp nhau. Một đối thoại giữa Tây Phương và Đông Phương đang trên đường hành trình. Điều vừa nói cũng nói lên sự khác biệt giữa triết Tây và triết Đông. Plato và Aristotle đi tìm hiểu về vật thể như là thế hay vật thể trong hữu thể của nó hay hữu thể của vật thể. Khổng Tử không đi tìm hữu thể của vật thể, mà đi tìm đạo của con người, đạo làm cho con người là quân tử hay tiểu nhân. Đạo đức học Tây Phương không bàn về đạo của con người sao? Plato và Aristotle không biết về đạo sao? Siêu hình học bàn về vật thể trong hữu thể của nó hay bàn về bờ bên này? Nó không biết tới hữu thể như là một thực thể khác với vật thể hay bờ bên kia. Từ đó đạo đức học mà được xây dựng trên nền tảng của siêu hình học một cách chính yếu bàn về con người ở bờ bên này và không đưa con người sang bờ bên kia. Khi ở bờ bên này con người là ác quỷ và mang ách vất vả và gánh nặng nề. Những cố gắng giảng đạo cho ác quỷ không thành công. Thế giới ngày nay là nơi của lừa đảo, cướp giật, giam cầm và giết chóc kinh hoàng. Chương 2. Biến cố và dịch. Với Heidegger, hữu thể xuất hiện ra như biến cố. Hữu thể không phải là một cái gì đó hiện hữu như cái bàn, cây hoa hồng hay con chim. Hữu thể như biến cố và biến cố thì xảy ra mỗi lúc khác nhau và nơi mỗi người khác nhau. Nói hữu thể là tứ trụ, nhưng không phải tứ trụ này xảy ra luôn giống nhau. Có lúc đất xảy ra rõ rệt, có lúc trời, có lúc thần linh và có lúc khả tử. Biến cố xảy ra nơi mỗi cá nhân và tùy theo sự mỗi cá nhân đáp lại tiếng gọi của biến cố. Tựa đề kinh dịch nói lên sự thay đổi của đạo. Dịch là thay đổi. Đạo là đạo xuất hiện trong thời gian hay đổi thay mỗi lúc. Kinh dịch là sách bàn về đạo xuất hiện trong thời gian, trong dòng thời gian luôn trôi đi. Kinh dịch là hữu thể và thời gian. Chúng ta biết rằng quyển sách hữu thể và thời gian của Heidegger không hoàn tất hay gặp bế tắc, kinh dịch không gặp bế tắc đó. Đã nói đến dịch là nói đến xảy ra. Đạo xảy ra và sự xảy ra này thay đổi mỗi lúc một khắc và mỗi nơi một khác. Kinh dịch có 64 quẻ để nói lên 64 sự thay đổi của đạo. Chữ dịch bao hàm cả nghĩa biến cố cả nghĩa thay đổi. Có thể nói rằng tư tưởng của Heidegger không xa với tư tưởng của kinh dịch. Chương 3. Nét gấp đôi và hai bờ. Cốt lõi của tư tưởng Heidegger là sự khác biệt giữa hữu thể và vật thể hay nét gấp đôi. Tư tưởng nét gấp đôi hay hai bờ đã có từ xa xưa trong tư tưởng Đông Phương. Bờ bên này là bờ vật chất, bờ bên kia là bờ không, không vật chất, hay bờ đạo. Trong kinh Lưới Chùm, Đức Phật nói đến một thế giới này mà con người tiếp xúc qua 6 xúc ăn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và tâm. Thế giới này cấu tạo bởi 5 tụ, tức là hình sắc, cảm giác, tri giác, hình thành và ý thức. Đó là bờ bên này. Ấn Độ giáo nhìn vào thế giới này để suy ra một thế giới khác. Bởi vì thế giới khác của các quan điểm của Ấn Độ giáo được suy tư từ thế giới này, nó cũng thuộc về bờ bên này. Như vậy có sự tương đồng giữa Ấn Độ giáo và siêu hình học Tây Phương. Đức Phật nhìn thấy một thế giới khác vượt lên trên thế giới này và cả thế giới khác của Ấn Độ giáo. Nói cách khác, Đức Phật nhìn thấy hai bờ. Bờ bên này và bờ bên kia hay bờ vật chất và bờ không vật chất. Như vậy có sự tương đồng giữa Đức Phật và Heidegger. Lao Tử nói, 30 tay hoa tụ lại thành bầu bánh xe, nhưng chỗ trống không trong bầu là cái dùng của xe. Nắn đất thó để làm bát, nhưng chỗ trống không trong bát là cái dùng của bát. Đục cửa và cửa sổ để làm thành nhà, nhưng chỗ trống không trong nhà là cái dùng của nhà. Cho nên cái có là cái lợi và không là cái dùng. Ngoài vật chất, các tay hoa, cửa sổ và cửa, còn có một cái khác, chỗ giống không. Không là cái dùng và cái dùng là đạo hay hữu thể. Cái có chỉ lợi hay chất liệu, vật chất. Khổng Tử nói về quân tử và tiểu nhân hay về đạo và lợi.
Người quân tử tinh tường về nghĩa, kẻ tiểu nhân tinh tường về lợi. Nghĩa tức là đạo và lợi tức là vật chất. Hai ngả đi của con người, nó hoặc theo đường của đạo hoặc theo đường của lợi. Vì Khổng Tử suy tư về đạo, tư tưởng của ông xoay quanh bờ đạo và bờ lợi, vật chất. Tin mừng theo Thánh Mát theo tường thuật, bấy giờ Chúa Giê-xu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay dòng dã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì chuyển cho những hòn đá này thành bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ chuyển thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giê-xu đáp, nhưng cũng có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp mình bái lại tôi. Chúa Giê-xu liền nói, Satan kia, xéo đi. Vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phụng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Cơm bánh là đại diện của trần gian hay thế giới vật chất và lời Thiên Chúa là đạo. Tin mừng theo Thánh Gioan mở đầu, lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời là đạo. Khởi đầu của mọi sự phải có đạo. Mọi sự và đạo cùng có với nhau. Nếu không có đạo, chúng ta không nhìn thấy sự vật kia là cái chén thánh. Nét gấp đôi hay hai bờ đã có trong Đông Phương từ xa xưa. Chương 4. Không. Trên con đường tới tứ trụ, thầy Đờ Gở nói đến chỗ trống của cái bình làm nên cái dùng của cái bình và từ đó tới tứ trụ. Trong sự dùng có sự xảy ra của tứ trụ và nhờ đó cái vật kia mới xuất hiện ra như là cái bình. Sự dùng hàm chứa mối tương giao của con người với sự vật. Từ sự dùng đó Hầy Đờ Gơ nhìn thấy tứ trụ đất, trời, thần linh và khả tử. Lao Tử nói, 30 tay hoa tụ lại thành bầu bánh xe, nhưng chỗ trống không trong bầu là cái dùng của xe. Nắn đất thó để làm bát. Nhưng chỗ trống không trong bát là cái dùng của bát. Đục cửa và cửa sổ để làm nhà, nhưng chỗ trống không trong nhà là cái dùng của nhà. Cho nên cái có là cái lợi và không là cái dùng. Trống không hay cái không của Lão Tử không chỉ không có gì, nhưng chỉ cái không phải là vật chất hay cái khác với vật chất, lợi, tay hoa, đất, cửa, cửa sổ. Chúng ta thấy Lão Tử nói giống như Hầy Đờ Gờ. Lao Tử nói đến chỗ trống và cái dùng. Thầy Đờ Gở cũng suy tư tứ trụ từ sự dùng và sự dùng từ chỗ trống. Khi bàn về sự dùng hay sự chứa của cái bình, Thầy Đờ Gở viết, chỗ rỗng, chỗ trống không, là cái làm nên sự chứa của bình chứa. Khoảng không rỗng, cái không này nơi cái bình, là cái làm cho cái bình lại như cái bình chứa. Trong kinh Lưới Chùm Đức Phật nhìn thấy một thế giới khác với thế giới vật chất này. Thế giới kia là không. Không đây chẳng chỉ trồng rỗng hay không có gì, không ở đây chỉ không phải là vật chất. Chương 5. Hữu thể hay đạo và con người. Hữu thể là biến cố xảy ra nơi con người trong tương quan của con người với các vật thể. Theo Hầy Đờ Gờ hữu thể cần có con người, không có con người không có hữu thể. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là con người làm chủ hữu thể. Con người chỉ đáp lại tiếng nói của hữu thể, trời đất luôn luôn chỉ cho con người đường tới cư ngụ bình an. Cũng nên ghi nhận rằng đây là một điểm khó hiểu, hữu thể cần con người, nhưng con người không làm chủ hữu thể. Khổng Tử nói, đạo, mình không thể rời xa khỏi nó bất kỳ giây phút nào. Nếu mình có thể rời khỏi nó không phải là đạo nữa. Các tư tưởng lớn gặp nhau. Chương 6. Nhảy. Siêu hình học đã nhìn từ thế giới vật chất để suy diễn ra một thế giới siêu hình.
Thế giới ý tưởng của The Lato là điển hình. Sau một thời gian cái siêu hình xuất hiện ra như là một cái trụ tường, như là trống rỗng, như là làn hơi đang tan biến đi. Nietzsche kêu gào bỏ hay vượt qua thế giới đó. Siêu nhân của ông là người vượt qua, siêu là vượt qua. Vượt qua cái gì? Vượt qua con người cổ điển tin vào một thế giới siêu hình hay siêu cảm giác. Siêu nhân có lòng thương tâm đối với con người cổ điển đã sai lầm tin vào một thế giới hão huyền. Vượt về đâu? Vượt ở đây là trở về với thế giới hữu hình hay thế giới cảm giác? Theo Heidegger, cái siêu hình của con người cổ điển không phải là cái khác với vật chất vì nó được suy ra từ vật chất. Cái thể giới cảm giác của Nietzsche càng xa với cái khác vật chất hơn. Cái siêu hình còn chưa siêu hình đủ, huống chi cái cảm giác. Bởi thế Heidegger nói đến nhảy, bỏ bờ vật chất hay bờ bên này nhảy sang bờ không vật chất, bờ hữu thể hay bờ bên kia. Trong kinh Lưới Chùm, Đức Phật nói các tu sĩ và các ba la môn luận ra một thế giới khác với thế giới này. Và do sự tiếp xúc với thế giới này, họ suy diễn ra một thế giới khác. Đối với Đức Phật họ luyến ái thế giới này và từ lòng luyến ái đó họ suy ra một thế giới khác để họ có thể tiếp tục luyến ái của họ. Đức Phật nhìn thấy một thế giới khác mà không phải là thế giới này cũng không phải là thế giới của các tu sĩ và các ba la môn. Đức Phật đòi hỏi một cắt đứt với thế giới này và thế giới khác của các ba la môn, và nhảy sang thế giới của bờ bên kia. Đức Phật đã nhìn thấy cái nhảy mà Heidegger nói tới, nhảy ra khỏi siêu hình học, suy tư cái siêu hình từ cái hữu hình hay vật thể. Chương 7. Ẩn dấu và huyền nhiệm. Nói đến hữu thể hay đạo như là huyền nhiệm, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới Lão Tử. Đạo Đức Kinh bắt đầu. Đạo có thể nói đến được không phải là đạo thường hằng. Tên có thể gọi được không phải là tên thường hằng. Không là tên của nguyên thủy của trời đất. Có là tên của mẹ của vạn vật. Cho nên trong cái không thường hằng, chúng ta muốn xem sự kỳ diệu của đạo. Trong các có thường hằng, chúng ta muốn xem dáng dấp của đạo. Hai cái đó cùng sinh ra mà khác tên, cùng bảo là huyền nhiệm. Huyền nhiệm và càng huyền nhiệm. Đó là cửa ngõ của mọi kỳ diệu. Câu nói trong kinh Trí Tuệ Đáo Bỉ Ngạn đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia, giác ngộ viên thành nói đến một giác ngộ tối thượng viên toàn. Nhưng cái giác ngộ tối thượng viên toàn này lại vượt ra ngoài ngôn ngữ và bởi đó chúng ta không bàn thảo cho đầy đủ được và nó vẫn là một huyền nhiệm. Chúa Giê-xu nói rằng người cũng không hoàn hảo và chỉ Chúa Cha mới hoàn hảo thôi. Nhưng khi các tông đồ xin người nói về Chúa Cha thì người trả lời rằng nhìn người mà biết Chúa Cha. Như vậy Chúa Cha vẫn là một huyền nhiệm. Cho nên khi Heidegger nói đến sự ẩn giấu và huyền nhiệm của hữu thể, ông rất gần với người xưa. Chương 8. Trời và đất. Với Heidegger hữu thể xảy ra như tứ trụ, đất, trời, thần linh và khả tử. Kinh dịch bắt đầu với quẻ trời và quẻ đất. Con người đi tìm bình an cho đời sống của nó. Và nó sống trên có trời dưới có đất. Vậy trời đất có chỉ bảo gì cho cư ngụ bình an của con người? Có thể có một cư ngụ bình an trong khuôn khổ trời đất không? Trời thường đi với dương và đất đi với âm. Người ta thường cắt nghĩa dương là khí dương và âm là khí âm. Nhưng đây là cắt nghĩa của đứng ở bờ bên này. Các tác giả kinh dịch không nghiên cứu trời đất và dương âm như các nhà vật lý học ngày nay nghiên cứu về dương tử và âm tử. Các tác giả kinh dịch nói về trời, dương, và đất, âm, như khuôn khổ của cuộc sống con người. Dương chỉ bộ mặt khai lộ và âm chỉ bộ mặt tẩn giấu. Trời chỉ đạo rõ ràng hơn đất. Trên trời có các thần linh và ngọc hoàng. Chỗ hạnh phúc nhất thiên đàng hay niết bàn thì ở trên trời. Ông trời hay thiên tử thì ở trên trời, điều hành cả vũ trụ, và cai quản những người lương thiện. Đất không chỉ đạo rõ ràng bằng trời. Đất lại chỉ nơi tối tăm, âm ti, âm phủ. Chỗ đau khổ hỏa ngục thì ở dưới đất. Diễm Vương là vua dưới âm phủ và cai quản những người tội lỗi. Muốn trở nên một trụ của đạo, đất phải trở nên đất của trời. Đất cũng phải bắt chước trời và trở nên nơi chốn của sự thiện.
Heidegger và kinh dịch nhìn vào khuôn khổ trời đất để tìm xem có hình tượng hay tiếng nói chỉ cho con người một cư ngụ bình an không. Cái nhìn của Heidegger về vai trò của trời và đất trong sự cư ngụ bình an của con người không xa với cái nhìn của các tác giả của kinh dịch. Chương 9. Ý muốn và không muốn. Heidegger nói đến ý muốn như ý muốn quyền lực. Ý muốn quyền lực là muốn không những duy trì tình trạng hiện có của nó mà còn muốn có hơn nữa, vượt hơn tình trạng hiện có. Đức Phật gọi ý muốn như thế là tham, và tham gây nên vất vả và nặng nề, rồi gian ác cho đời sống. Và Đức Phật nói đến diệt dục hay ý muốn. Làm sao để diệt dục? Nói thì dễ mà làm thì khó. Dục được xem như là nguồn suối của đời sống. Diệt dục thì còn gì để sống? Nhưng đó là lý luận của người ở bờ bên này. Nếu chỉ có bờ bên này, thì quả thật diệt dục thì còn gì để sống? Với Đức Phật đời là bể khổ. Có người nói với tôi rằng ông ta hiện có một đời sống hạnh phúc, vậy đạo có gì giúp cho ông ta được? Tôi nói với ông ta rằng ông ta hiện sống vui cũng nhiều và khổ cũng có, đạo sẽ giúp ông ta chỉ có vui mà không có khổ hay ít ra nhiều vui hơn và ít khổ hơn. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy bờ bên này, thì chúng ta không diệt dục được. Bởi đúng là nếu chỉ có bờ bên này, thì diệt dục lấy gì mà sống? Chúng ta phải thấy bờ bên kia để tiến tới diệt dục hay không muốn. Lao Tử nói, làm cái không làm. Thi hành sự không việc. Nếm cái không vị. Làm lớn cái nhỏ. Làm nhiều cái ít. Cái không làm là cái người đời không làm. Sự không việc là đạo. Cái không vị, cái nhỏ, cái ít là đạo. Những cái đó nằm ngoài ý muốn của người đời. Làm cái không làm là chỗ của không muốn. Đạo của Lão Tử là vô vi. Vô vi là cõi của không muốn. Nhưng không muốn này là không muốn so với người đời. Vô vi là không làm, không muốn như người đời. Nhưng thực ra vô vi này lại là làm hay muốn cái mà người đời không làm, không muốn. Bởi thế có thể nói vô vi lại không phải là không làm gì cả. Chương 10. Ác quỷ và hiền thánh, sự thiện. 1. Bờ bên này và ác quỷ. Heidegger nói ở bờ vật chất của kỹ thuật, ác quỷ và hoang tàn, mất hết nhân tính, bao phủ hành tinh này. Đông Phương nói gì? Theo Kinh Thánh khi con người không vâng lời Thiên Chúa, nó bị đuổi ra khỏi địa đàng và vào trần gian. Khi vào trần gian, nó phạm tội và tội đầu tiên là anh, Cain, giết em, Abel. Ở trần gian con người phạm nhiều tội đến độ Thiên Chúa thấy sự gian ác của loài người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Chúa Giê-xu gọi trần gian là quỷ. Trần gian hay quỷ có sức cám dỗ. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian. Và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả các thứ ấy, nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Chúa Giê-xu không bái lạy quỷ, nhưng loài người ngày nay lại bái lạy quỷ. Đức Phật dùng chữ ác ma để gọi nhiều quyến rũ của trần gian. Ngài đi xa hơn để nhận biết rằng, không cần phải đi chiếm hữu, mà chỉ cần bảo vệ những gì mình có, con người đã làm việc xấu. Ngài nói, do sự bảo vệ phát sinh các cái ác như cầm gậy, cầm kiếm, tranh đấu, cãi vả, tranh luận, nói xấu, nói gian. Khổng Tử nói về tiểu nhân và lợi. Khi lo về lợi thì chuyện gì xảy ra? Quân tử phạm điều bất nhân, chuyện đó có xảy ra. Nhưng chưa từng thấy tiểu nhân làm điều nhân. Mọi sự tiểu nhân làm đều bất nhân. Nếu nó có làm điều nhân thì đó cũng chỉ là để che bớt lòng gian ác của nó mà thôi hay để mưu cầu một cái lợi khác. 2. Bờ bên kia và hiền thánh, thiện. Heidegger tìm được cái hiền thánh ở bờ của hữu thể. Còn Đông Phương thì thế nào? Chúa Giê-xu đặt Thiên Chúa đối nghịch với ác quỷ. Nói đến Thiên Chúa là nói đến hiền thánh. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của người rằng người ra đi và để lại thánh thần cho các ông ấy. Heidegger gần với Chúa Giê-xu vì Thiên Chúa giáo là tôn giáo lớn của Tây Phương và Heidegger thở nhỏ đã theo học thần học trước khi chuyên về triết học.
Heidegger cũng như Chúa Giê-xu nhìn thấy cái hiển thánh là cội nguồn của chính Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Từ Thiên Chúa Heidegger nhìn thấy cái hiển thánh. Từ đạo, Khổng Tử nhìn thấy thiện. Khổng Tử viết, đạo của cái học lớn, đại học, là làm sáng đức sáng, đổi mới mọi người, ở yên nơi chỗ trí thiện. Bờ bên kia là chỗ toàn thiện. Cái mà Heidegger gọi là cái hiển thánh chính là sự thiện của Đông Phương. Lao Tử gọi người đạt đạo hay quân tử là thánh nhân. Cho nên thánh nhân ngoài mặc áo vải thô, mà trong lòng giấu ngọc. Thánh nhân không có tâm riêng tư cố định. Lao Tử gọi quân tử là thánh nhân, cái hiền thánh là nét chính của đạo. Chương 11. Hai bờ và trung đạo. Nói đến bỏ bờ bên này sang bờ bên kia là một điều khó hiểu và không thể làm được hay không thể chấp nhận được đối với nhiều người. Nếu không nói là với đa số con chúng, bỏ bờ vật chất và sang bờ không vật chất thì lấy gì mà sống? Đó là lối sống thường được mô tả là khổ tu hay ít ra đạo đức. Phải có niềm tin vững mạnh vào một thiên đàng hay niết bàn sau khi chết, một người mới có thể sống đời khổ tu hay giữ được đạo. Khi niềm tin đó lung lay, người ta dễ bỏ đạo. Với sự tiến bộ của khoa học ngày nay thì niềm tin đó lại càng bị lung lay, có thiên đàng hay niết bàn ở trên trời đâu, chỉ có khoảng không gian vô tận. Trong thực tế người ta thường có lúc có đức tin có lúc yếu hay mất đức tin, có lúc giữ được đạo có lúc không giữ được đạo. Nói cách khác lúc thì ở bờ bên này lúc thì ở bờ bên kia. Khổng Tử nói, ai cũng xưng mình là người trí. Rồi họ chọn đạo trung dung. Nhưng giữ chưa được một tháng thì đã bông. Trong thế giới ác quỷ ngày nay, xem ra bờ bên kia chỉ có là một làn hơi đang tan biến đi. Khi ra ra thúc cha của Nietzsche nhìn thấy nhà ẩn sĩ, ông nổi lòng thương mà nói, ông này không biết rằng Thiên Chúa đã chết rồi sao? Có người đi đến giáo đường không bảo đảm rằng đạo còn tồn tại. Mới rời giáo đường là người ta có thể phạm tội rồi. Mới rời khỏi giáo đường là một người có thể mang quân đi giết người rồi. Bởi thế cần phải nói rõ trung đạo để người ta có thể theo. Trung đạo hay trung dung là sự hòa hợp giữa bờ bên này và bờ bên kia. Hòa hợp là thế nào? Đức Phật theo hai thầy danh tiếng để học đạo. Người đã theo lối khổ tu của hai ông thầy, người chỉ còn da bọc xương. Người thấy khổ tu như vậy không đưa đến đạo, mà người muốn đi tìm. Người bỏ hai ông ấy. Một hôm người, khi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, uống sữa và thành đạo. Rồi người đi giảng trung đạo. Người nhìn thấy sữa hay bờ vật chất cũng cần cho đạo vậy. Chúa Giê-xu bảo cho quỷ biết rằng, người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Quỷ tưởng rằng bờ bên này là đủ, nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy cần có đạo nữa. Hòa hợp hay chung không phải là ở giữa, như người ta thường hiểu. Giữa giàu với nghèo, cao với thấp là chỗ nào? Bờ vật chất gây nên hai cái xấu chính. Một, gian dối và cướp giật và. Hai, vất vả và nặng nề, dù không gian dối và cướp giật. Hòa hợp hay chung đạo là sống với bờ bên này mà bỏ bờ bên này khi nó gây nên hai cái xấu đó và cùng một lúc sống với cái hiền thánh, sự thiện. Của bờ bên kia. Bởi thế mặc dù nhìn thấy kỹ thuật gây nên thế giới ác quỷ, Heidegger cũng biết rằng chúng ta không bỏ những sản phẩm của kỹ thuật được, chúng ta sống với nó nhưng bỏ cái ác và sự vất vả nặng nề mà nó gây nên. Chương 12. Thanh thản, cứu chuộc và giác ngộ. Chữ thanh thản chỉ sự không bị chìm ngập trong thế giới của các sự vật. Con người thường tình rơi vào trong thế giới người ta. Thế giới này là thế giới của đời sống thường ngày với những bận tâm về các sự vật. Và đó cũng là thế giới kỹ thuật của các chữ liệu. Heidegger muốn đưa con người ra khỏi thế giới đó. Ông viết một tiểu luận mang tựa đề thanh thản. Thanh thản lại có nghĩa là tình trạng được thả ra, được trả tự do, được giải thoát. Thanh thản cũng là kết quả của tình trạng được thả ra, được trả tự do. Được giải thoát khỏi coi vất vả nặng nề vào coi êm ái nhẹ nhàng tức thanh thản. Thả ra ở đây chỉ thả ra khỏi thế giới vật chất của kỹ thuật để đi vào khung trời mở rộng của hữu thể. Trong bức thư gửi cho một sinh viên trẻ đang ở cuối bài sự vật,
Heidegger nói rằng suy tư về hữu thể không phải là một con đường cứu chuộc hay mang lại một khôn ngoan. Nếu cứu chuộc hiểu như con đường của Chúa Giê-xu xuống thế để cứu chuộc nhân loại về thiên quốc, nếu khôn ngoan hay giác ngộ hiểu như khôn ngoan hay giác ngộ mà Đức Phật chỉ cho loài người để theo đó họ về Niết Bàn ở một cõi trời nào đó, thì suy tư về hữu thể của Heidegger không phải cứu chuộc đó và khôn ngoan đó. Nhưng nếu cứu chuộc mang lại một nước trời ở đời này hay địa đàng, nếu khôn ngoan dẫn tới một Niết Bàn, cảnh hết khổ, trên trần gian, thì suy tư về hữu thể của Heidegger cũng rất gần với cứu chuộc đó và khôn ngoan đó. Chương 13. Cư ngụ bình an. Heidegger đi tìm một cư ngụ bình an. Còn tư tưởng Đông Phương thì thế nào? Đức Phật nói với Anuradha, này Anuradha xưa kia cũng như bây giờ, ta chỉ giảng có điều này thôi, khổ là gì và sự chấm dứt khổ là gì? Chính chữ Niết Bàn có nghĩa là chấm dứt khổ. Chúa Giê-xu nói, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Cư ngụ êm ái nhẹ nhàng là mục đích của lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Khiêm nhường là coi thường sự giàu có, không bám vào bờ vật chất. Khiêm nhường là tâm hồn nghèo khó, tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ. Khiêm nhường không có nghĩa là hạ mình xuống, mình phải hãnh diện về đạo của mình. Sách Đại học ghi chép lời của Khổng Tử, cái đạo của Đại học là, làm sáng đức sáng, đổi mới mọi người, ở yên nơi chỗ toàn thiện. Biết ở yên nơi chỗ toàn thiện, thì sau có thể định. Định thì sau có thể tĩnh. Tĩnh, thì sau có thể an. An, thì sau có thể lo liệu. Lo liệu, thì sau có thể đạt được. An cư là mục đích của lời giảng dạy của Khổng Tử. Người ta vẫn hiểu Niết Bàn hay Thiên Đàng là cõi mà con người có thể đạt được sau khi chết. Cuộc đời này chỉ là cõi tạm, quê hương chân thực là miền cực lạc sau khi chết. Ngay từ nhỏ chính chúng tôi cũng đã được giáo dục để tin như thế. Đến một lúc học được lời của Nietzsche rằng Thượng Đế đã chết, chúng tôi trở nên hoang mang. Lời Thượng Đế đã chết, vong thân tôn giáo và thuyết hiện sinh vô thần xuất hiện ra rất hấp dẫn với thế hệ trẻ. Hai thầy của chúng tôi lại là các linh mục đã cởi bỏ áo tu hành. Thiên đàng hay Niết Bàn xem ra là cái gì con người, với một mục đích nào đó, sáng tạo ra. Quả vậy ngay ngày nay một phóng viên nói với tôi rằng vô thần là một tiến bộ của tư tưởng nhân loại. Một lúc kia xảy ra nơi tôi ý nghĩ rằng sự khác biệt giữa vật thể và hữu thể của Heidegger là cái gì đó đã có trong cái nhìn của Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử và Chúa Giê-xu. Đức Phật và Chúa Giê-xu cũng chỉ là con người, làm sao các ngài nhìn thấy cái gì ở đời sau? Nhưng các ngài là thánh nhân, các ngài không nói dối. Các ngài chỉ nói sự thật. Vậy không phải nước Thiên Chúa hay Niết Bàn là cái gì xảy ra ở đời này sao? Chúng tôi đọc lại lời giảng dạy của các ngài dưới ánh sáng của nét gấp đôi. Và chúng tôi thấy lời của các ngài hoàn toàn đúng ngay ở đời này rồi. Theo đạo là đạt được nước Thiên Chúa hay Niết Bàn ngay ở đời này. Vậy đời sau thì thế nào? Chúng tôi, xét như là con người, không biết gì về đời sau và bởi đó không xác nhận hay phủ nhận đời sau. Nhưng nếu có đời sau, thì theo đạo được cả đời này lẫn đời sau. Vậy còn lý do gì để không theo đạo nữa? Chương 14. Chính trị và xã hội. Các thánh nhân ngày xưa đã sống trong những khung cảnh chính trị và xã hội khác nhau và khác với khung cảnh chính trị và xã hội đương thời. Các ngài đều nhìn thấy bờ bên kia và đều nhìn thấy cái hiền thánh, sự thiện, bởi đó các ngài cũng có cái nhìn về chính trị và xã hội giống nhau, trong các khung cảnh khác nhau. Khổng Tử và Mạnh Tử sống thời phong kiến. Hai ông đều chủ trương vua phải lấy đức mà trị dân và không nên tích lũy cho mình mà phải chăm lo cho dân có đủ cơm ăn áo mặc. Chúa Giê-xu nguyền rủa những người không cho người đói ăn, không cho người khát uống, không tiếp rước khách lạ, không cho quần áo cho người trần truồng, không thăm viếng người đau yếu hay ngồi tù.
các môn đệ của Chúa Giê-xu thành lập công đoàn các tín hữu. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Trong ba tổ chức hiện thời về xã hội mà chúng ta đã đề cập, xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, thì xã hội chủ nghĩa phù hợp với quan điểm của các thánh nhân nhất, tư bản còn cách xa và thể chế cộng sản chủ nghĩa thì trái ngược. Thực ra nếu xã hội cộng sản với cộng sản thực sự thì giống như công đoàn mà các tông đồ của Chúa Giê-xu đã thành lập. Chương 15. Sống hiền thánh. Heidegger suy tư ra bờ bên kia và cái hiền thánh. Theo Heidegger suy tư cần nói lên, mang vào trong ngôn ngữ, bờ bên kia, bỏ muốn sang không muốn, bỏ tư tưởng tính toán sang tư tưởng suy ngẫm. Nhưng Heidegger không đưa ra rõ ràng những điều răn phải theo hay những đức tính cần phải thực hiện. Các thánh nhân thì ngược lại. Đức Phật đưa ra thánh đạo tám ngã. Ngài lại dạy phải bỏ tham, sân và si. Khổng Tử nêu ra các đức phải theo, nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Chúa Giê-xu dạy tám mối phúc thật, hai điều răn về kính Chúa và yêu người, đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị, đừng thề thốt, chớ trả thù, yêu kẻ thù. Lao Tử đề cập đến nhiều điều nên làm để có được bờ bên kia. Con đường của các thánh nhân vạch ra dựa trên tiêu chuẩn thiện và ác, làm lành lãnh dữ. Trong tư tưởng loài người có vấn đề thiện và ác. Thế nào là thiện và thế nào là ác? Chân lý ở bên này dây núi thì lại là sai lầm ở bên kia dây núi. Bởi thế thiện và ác cũng khó phân biệt. Nhưng tư tưởng loài người vẫn có một quan niệm tương đồng đối với một số điểm. Chẳng hạn yêu người là thiện và giết người là ác, thành thật là thiện và lừa đảo là ác. Được diễn giải với một cái nhìn thấu vào cái mà là. Những giảng dạy của Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử và Chúa Giê-xu cũng rất gần với tư tưởng của Heidegger. Theo Heidegger, xây dựng cư ngụ bình an là hiền thánh và phá hủy cư ngụ bình an là ác. Trong xã hội, phá hủy cư ngụ bình an của người khác là ác, đôi khi không đóng góp vào xây dựng bình an cũng là một thiếu sót. Vì thế có việc đóng thuế. Vậy tại sao với các giảng dạy tuyệt vời như thế mà thế giới ngày nay lại rơi vào trong bàn tay của ác quỷ? Lý do là vì cái nhìn thấy bờ bên kia của các thánh nhân đã không được giảng dạy rõ ràng. Con người vẫn ở bờ bên này. Đạo lý đem giảng cho ác quỷ thì giống như xây nhà trên cát. Vì thế vừa rời giáo đường ra đến chỗ đậu xe là một giáo dân đã có thể hành động theo ác quỷ rồi. Vì thế đi tu mà vẫn phạm tội.